Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 12 game. Các bạn của mình khám phá từ game đầu tiên nha. House of Slenderina. Let's go. Ok. Ở từ game này thì các bạn phải đi tìm 8 màu giấy. Và khi đủ 8 màu giấy các bạn sẽ phải ấn vào đây. Khi đó thì các bạn sẽ mở được cái này ra. Rồi mình sẽ đi vào căn phòng đầu tiên. Không có gì ở căn phòng này. Một chiếc chìa khóa. Ok. Một mở đầu tiên. Wow. Mà nó sẽ ở bên đó. Có gì đây? Oh my god. Màu thứ hai. Chắc không có gì. Wow, đồng tâm ma. Ok, tiếp tục nào. Let's go. Khi bạn tìm hết ở tầng 1, sau đó thì bạn sẽ phải tìm tầng 2. Làm sao để đủ 8 món đồ này. 8 màu giấy này, ok. Màu thứ 4. Mình sẽ mở cánh cửa đây ra. Và đây là phòng bếp kèm bằng phòng ăn. Trong này rất là rộng, không biết có gì không. Có một màu ở đây rồi, làm phát sáng. Let's go. Màu lấy thứ 5. Rồi, vào đây là tầng 2. Let's go. Màu thứ 6. Ở dưới tầng 1 thì còn một căn phòng nữa, nhưng căn phòng đó thì mình chưa dám vào. Bởi vì nếu mà nhìn vào bức ảnh thì ông quỷ sẽ xuất hiện. Cho nên cái căn phòng đó các bạn phải vào cuối cùng để tránh gặp ông ta. Wow, đây là đứa con của hang bạc. Đó, các bạn cứ đi xung quanh, sau đó tìm tất cả những chiếc chìa khóa và mở ra. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ hai, Pendiran. Let's go. Thank you.
Wow, vẫn chưa ăn được cái này. Cố gắng ăn nào, đây rồi. Điều giờ còn rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Welcome to Bowling Basics in Education and Learning. Oh, hi. Oh, hi. Good one. Ở cái này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 7 good one. 7 cuốn sách. Problem 3. I can't believe it. You're okay. Sweet, sweet, sweet. Oh, I want to play with someone. I want to play with someone. Wow, mình bị bà phù thủy ở Bắc đi rồi. Wow, sao mà tao không quay lại. Oh my gosh. I wanna play with someone. I wanna play with someone. I wanna play with someone. Cuốn sách thứ ba. Ok. It's sweeping time. I wanna play with someone. Bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, Slenderina 2D. Đây là một tựa game cũng khá là hay và hot trong những tháng vừa qua.
Vào đây, nghe đây không? Ok, bắt đầu mình sẽ đi vào trong. Một chiếc chìa khóa. Không có gì ở trong bức tranh này. Bắt đầu mình sẽ vào căn phòng đầu tiên. Chữ số 7. Ở đây thì các bạn phải đi tìm 4 mẩu giấy. Lúc đó các bạn mới mở ra và lấy được một sợi dây điện. Và các bạn lắp vào. Thì lúc đó thì cánh cửa kia có điện thì với các bạn mới xuống được tầng hầm. Let's go. Cánh cửa này thì mình sẽ vào sau. Mình sẽ đi đường này xem. Một chiếc búa. Chữ số 2. Đây, khi có dẫn đường dây điện thì các bạn sẽ lắp vào đây. Oh my god. Oh my god, wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ 5, It's Horror Cloud. Đây là tựa game một gã hề. Rất là kinh dị. Ở phần 1 tựa game này thì các bạn sẽ phải tiêu diệt ông ta và cứu thoát một người. Phần 2 tựa game này thì các bạn sẽ đi phá hủy toàn bộ những cái khu căn cứ của ông ta. Và đây là khu căn cứ của ông ta. Đi luôn qua. Let's go. Khu căn cứ của ông ta rất là rộng luôn. Mình sẽ mở ra xem trong này có gì không. Rồi, sau đó thì sẽ phải đi tìm tiếp món đồ tiếp theo. Đó chính là một viên gạch. Đây rồi. Tấm gỗ đây rồi. Ok. Bây giờ thì mình sẽ mở cánh cửa bằng đá ra. Let's go. Và đây là một chiếc chìa khóa. Skip. Rồi sau đó thì mình sẽ ra ngoài. Và đây là chiếc chìa khóa để các bạn mở căn phòng này. Và trong đây xem có một cái máy nào không. Thì các bạn lắp cái này vào cái máy đó. Đây rồi. Ok. Rồi lắp cái này vào đây thành một ngôi sao. Mình sẽ dùng chiếc xẻng này và đào cái kia lên xem trong đó bị chôn cái gì. Một cái sách, ok. The Book of Sarah.
như kiểu là một cuốn sách gọi linh hồn. Sau đó thì mình sẽ đặt cuốn sách này vào chỗ ngôi sao kia. Rồi mình sẽ đặt vào đây. Ở đây thì sẽ xuất hiện một cậu bé, cho nên là cậu ta sẽ chỉ cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn để cách để các bạn phá hủy đây này. Các bạn sẽ quay lại chỗ cũ, ở đó thì sẽ có một cánh cửa mở ra. Và trong cánh cửa đó thì các bạn chui vào và các bạn sẽ nhìn thấy một thứ, đó chính là hai quả bom. Các bạn sẽ đặt hai quả bom này vào hai bình ga to ở trên này để phá hủy nơi này. Ok, let's go. Rồi, bây giờ thì chạy thôi. I need to run away now. Tiếp tục đóng cái cửa đây tiếp. Mình sẽ đóng tiếp vào đây. Sau đó thì sẽ chạy xuống tầng hầm. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Granny Chapter 1. Đi về lô. Let's go. One day. Okay. Tiếp tục vào. Hai thứ nữa đó là một cái báng súng ở đằng sau và cái giữa, và mình đã nhìn thấy cái giữa rồi. Bây giờ mình sẽ đợi bà ta xuống, sau đó thì mình sẽ lên lại. Rồi lại chui vào đây, sau đó thì mình sẽ lấy cái báng súng này. Let's go. Oh my gosh, bà ta đặt ở đây thì làm sao lấy được. Đây rồi. Bà ta lên trên tầng rồi. Let's go. Yeah.
Rồi mình sẽ ra sau xem như thế nào. Một bình xăng. Oh my god, không kịp rồi. Nếu lấy được cái đó thì mình sẽ có khẩu súng và mình sẽ bắn cho bà ta ngất trong vòng 1 phút. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Đi quên. Let's go. Hey, I was looking for you. Where are you? Rồi. Cái này thì cần các bạn phải cần tìm một cái show. Đây là một bức tranh. Và chiếc show đấy nó sẽ nằm ở đâu? Đây rồi. Oh my god. Wow. Giật mình luôn. Muốn vào được trong ngôi nhà này, các bạn phải có chiếc chìa khóa. Ok, mình sẽ tìm chỗ này xem có gì không. Đây rồi. Một chiếc chìa khóa, ok. Còn cái đàn quạ đang đâu? Rất là nhiều luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ đột nhập vào trong ngôi nhà. Vào được bên trong ngôi nhà. Cần một chiếc búa với đập cái này. Wow, let's go. Đây rồi. Đây cần phải có một chiếc chìa khóa màu bạc. Rồi mình sẽ cầm chiếc búa này, đập cái này đi. Ok. Đây là một tựa game bẻ khóa cũng rất là hay. Và tựa game này thì sẽ xuất hiện những con ma cũng rất là giật mình các bạn nhé. Rất là kinh dị luôn. Wow. Cái này cần một ngôi sao 6 cánh. Sau đó các bạn cứ đi tìm và lấy tất cả những món đồ mà các bạn có thể nhặt được. So, ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Scary Hospital Equips Don Lux. Let's go. Stop here. Okay.
Các bạn phải đợi cho ông zombie này đi luôn, sau đó các bạn sẽ ra ngoài. Đây, cần một cái gì đó. Đây rồi. Tiếp tục đi vào sâu. Wow, nhảy thôi. Cái này là bộ đồ cứu thương. Đấy, sẽ một căn phòng ở gần đây, có một chiếc chìa khóa. Nhảy ra, ok. Tiếp tục đi thẳng vào. Let's go. Chết rồi, còn lại bị lổ là mình cũng lổ theo rồi. Oh my gosh. Oh my gosh. So ok, và bây giờ thì mình sẽ xong một tựa game tiếp theo. Rất là kinh dị các bạn nhé. Và các bạn chơi từ game này cẩn thận, đôi lúc sẽ hay bị giật mình và hét lên. Ôi trời ơi, sợ. Wow. Lại đúng tiếng gọi là kinh dị, tiếng ma luôn. Rồi, mình sẽ đi lại xem. Wow. Một chiếc giường bị dê. Đây, các bạn phải cần tìm một món đồ, sau đó lắp vào đây và bật công tắc lên, sau đó cánh cửa kia mới mở ra. Wow, let's go. Oh my gosh. Đây là một chiếc chìa khóa. Rất là kinh dị. Thank you.
Đó, xong đó các bạn sẽ đến tiếp. Rất là kinh dị luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Siren here. Scary horror game. Let's go. So guess he has to and you are. Rồi, mình sẽ bật đèn lên. Wow, chạy đến đây rồi. Đây rồi, chiếc xe ô tô này của mình. Không biết để làm gì đây. Wow, xin hiểu, mình vừa nhìn thấy nó, chạy thôi. Mình sẽ đi đường vòng này. Thì có một ngôi nhà rất là sáng sủa luôn. Cái này là mình sẽ phải lấy một bình xăng. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Granny Chapter 2. Developer. Đây. Chạy luôn vào đây. Sau đó thì mình sẽ làm cái cánh cửa này vào. Mình đã có khẩu súng điện này, cho nên mình không sợ gì cả. Gặp nó bắn thôi. Bây giờ ông ta mà lên là mình bắn luôn. Và mình sẽ lấy luôn chiếc khóa này. Ok, đẩy ông ta xuống dưới. Sau đó thì mình sẽ lấy chiếc chìa khóa ở đây. Ở đây là chiếc chìa khóa đang mở căn phòng này. Ok. Thang bà này sẽ ngất trong vòng 1 phút. Ở đây là thời cơ để mình sẽ tìm tất cả những món đồ. Oh my god. Let's go. Squint. Học lại máy bay nào, ok. Tiếp tục mở đây ra xem có gì không. Không có gì.
vì sẽ tháo đường nước ở đây, tránh con voi, quái thú, quái vật biển. Rồi, ở đây khô hạn luôn rồi, ok. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ cầm cái này xuống dưới tầng hầm, mở tiếp một cái hòm xem cho nó có gì không. Oh my god, xử vào ta là. Và mình sẽ đi vòng đây. Wow. Oh my god. Oh my god. Oh my god, đi bắt rồi, wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang video tiếp theo. Một tựa game ma, Frog. Start game. God. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.